Nay là cái năm thứ 16 hết năm rồi. 24 tháng 12 2023, 9:38 buổi tối khuya giờ Hoa Kỳ, ngày Chủ nhật, Sunday December 24, 2023, ít ra 16 năm sau. Cái tình hình của trang mạng báo tốt lắng động lại, cái thành phần tệ nạn xã hội bớt lại, những cái room mà đông nhất trên thế giới online đổ nát, đã dẹp đi những cái sự mà tụ tập đi quá xa không nên nó xảy ra, diễn ra, cho phép nó đi tới một cái mức độ không thể chấp nhận được. Là người có lương tâm, tôi nhìn xa hiểu chuyện, tôi thấy sự ảnh hưởng của mình phải có giới hạn lại. Tôi cho phòng không phải để tạo ra tệ nạn xã hội, nên chính tôi đã chấm dứt sửa sai vào 10 năm trước. Hôm nay là cái năm thứ 16, tôi hãnh diện trước bàn thờ của bà cụ, mẹ của Ngọc Sơn. Tôi tự hào trước gia đình của Ngọc Sơn, trước quần chúng của Ngọc Sơn sau 16 năm tôi cực khổ. Tôi ngồi trên thế giới online thông qua trang mạng Bao Tốt, thông về tới Việt Nam bằng tiếng nói lời rầy la của tôi, lời mắng chửi của tôi là mã nhân với giáo nhân. Tôi dùng cách mà kêu bằng thông minh của tôi để mà xử đời, xử người, cứu người, giúp đời. Tôi là một người làm từ thiện chứ không có đóng cái vai trò độc ác hại ai bao giờ. Tôi là nạn nhân của những kẻ bất lương đánh vào tôi. 16 năm sau, lần đầu tiên nhất nhìn lại mới cảm giác một chút an ủi, là con của bà Kim Loan nên thân hơn ngày xưa một chút. Ít ra bây giờ biết sợ luật mạng, biết sợ luật mới kêu bằng hình sự, luật pháp Việt Nam, không dám cao ngạo thử thách luật pháp. Tôi nói rồi hãy mà không nghe lời tôi cãi thì sẽ có ngày ngồi tù một gông, mất hết tài sản, tính mạng, tiền bạc, không còn gì hết. 16 năm tôi chằn chằn cực khổ, tôi mang tai mang tiếng, tôi bị kêu bằng thù trong giặc ngoài tứ phía. Tôi làm ơn mắt quán, bây giờ đã 16 năm sau, tôi trả lại cho cuộc đời này những gì, công quả của tôi, thành quả của tôi. Với đất nước Việt Nam tôi không thẹn khi tôi đi theo giúp một nhân tài, một ca nhạc sĩ, một chất xám trong nền âm nhạc nghệ thuật không bị mai một. Với gia đình của Ngọc Sơn, tôi là một người làm từ thiện hướng thiện, tôi trả lại cho con bà Kim Loan một cái sự thực tế. Tôi xác định rõ ràng mối quan hệ lại sau 16 năm trước bàn thờ của ông bà cụ, cha mẹ của Ngọc Sơn. Tôi trả lại cho bà đứa con trai ngoan, đứa con trai thẳng thớ biết chừng mực, đứa con trai chỉnh chu, trở lại với chính mình, biết nên thân hơn ngày xưa. Tôi trả lại cho bà một đứa con biết chừng mực nên người hơn 16 năm về trước khi tôi mới gặp lần đầu tại Bao Tố. Tôi trả lại cho gia đình bà đứa con trai ngày hôm nay. Tôi bảo đã Ngọc Sơn ở Việt Nam nghe những lời tôi la rầy, những gì tôi nói ở đây, biết thẹn với lòng mình, biết thất tình với những cái bậy, biết nhìn lại coi lại mình với gì. Tôi là người nói những gì trên này không bao giờ tôi sai, ăn bậy chứ không nói bậy. Tôi là trái tấu thơm chứ tôi không phải những người vớ vẩn. Tôi là ân nhân của Ngọc Sơn và bà Kim Loan, mẹ con họ. Tôi là ân nhân của kiều bào, của cộng đồng, của trang mạng hải ngoại mà khắp nơi tụ tập trang mạng Bao Tốt mà giao tệp với tôi. Tôi là người của công chúng suốt 20 năm ở đây. Tôi là người gánh tiền tuổi xuống cuộc đời bất hạnh, bệnh tật, ốm đau. Tôi là người vô gia cư, không có làm ra tiền. Tôi là người trắng tay tự trọng. Tôi là người nhiều lần bên cạnh Ngọc Sơn để cứu giúp dạy dây. Tôi là người đưa Ngọc Sơn lên con đường sự nghiệp, đi lại đúng với bản thân mình ngày hôm nay, vị trí của một ca nhạc sĩ.
Ca sĩ, nhạc sĩ thì thuộc về sân khấu, thuộc về nghệ thuật, thuộc về cống hiến cho quần chúng những sản phẩm âm nhạc, thuộc về những cái giá trị của một bản thân, của nghề nghiệp chính mình, chứ không phải thuộc về giang hồ, xã hội đen, những phòng giang hồ mạng, những động đi, động tốt, động giang hồ, động rác xã hội. Tôi không làm gì sai để cúi đầu run sợ xin lỗi ai. Trước bàn thờ của bà Kim Loan, bà vẫn nợ tôi một ân tình, nhưng tôi không làm khó người đã ra đi như thằng Tường. Hàng xóm ngày xưa mà tôi giao tiếp tôi cứu mặc trước khi mà ra đi nằm dưới mộ sâu còn thiếu nợ, tôi còn viết giấy nợ ở đây. Bà nợ ân tình của một một người như tôi làm từ thiện, cho con bà mượn làm người yêu làm chị ba, cho bà mượn tôi làm con dâu suốt 16 năm trời tuổi xuân. Bà nợ tôi những gì giữa tôi và bà, nhưng bà đã nằm xuống tôi sẽ tha thứ và bỏ qua. Và tôi không tính toán với người đã qua đời, nhưng người còn sống cần phải sống. Tôi phải giáo dục lại cái trang mạng tốt tốt, tôi phải giáo dục lại con trai bà một cái nền tảng để mà từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, sự ảnh hưởng của tôi 16 năm qua gắn liền với cuộc đời làm từ thiện của tôi, với mối tình tôi mang tai tiếng với con bà Kim Loan. Tôi khẳng định trước công chúng quần chúng của tôi và Ngọc Sơn, chưa bao giờ, không bao giờ có chuyện tôi yêu Ngọc Sơn một mình, không bao giờ có chuyện, chưa bao giờ có chuyện tôi bị ai bỏ đầu tôi. Tất cả là những cái game mất dạy, những trò hề, trò lố bịch, trò vô giáo dục gài tôi làm nạn nhân, xúc phạm tôi. Trong khi đó tôi cố gắng cực khổ nhịn nhục để tôi đẩy tên tuổi Ngọc Sơn gắn liền bên cạnh tôi làm chị ba anh ba. Tôi đưa lên, tôi nhịn nhục, tôi dẫn dắt con bà Kim Loan có tôi bên cạnh là một người bạn tinh thần, là một người bạn bên cạnh để giúp đỡ Ngọc Sơn về sự nghiệp, tinh thần lẫn tính mạng tài sản tôi bảo vệ bằng cách của tôi. Tôi dùng tiếng chửi để bảo vệ Ngọc Sơn và bà Kim Loan và gia đình của bà. Tôi dùng tiếng chửi của tôi để trấn áp cho con trai bà. Đừng có học theo những tối ưu tật xấu, những cái lũ côn đồ gian mà hồ mạng ác độc tiểu dân để rồi hư hỏng ăn theo thị trường, đánh mất bản thân từ sự nghiệp tới tương lai tài sản tới tính mạng, vân vân. Tôi đã làm xong tới ngày hôm nay. Tôi bắt đầu tôi buông tay và trả lại cho gia đình bà một Ngọc Sơn mà được tôn trọng, được yêu thương, được rực rỡ, được tỏa sáng, được trở lại sự nghiệp, được phong quang tiến chức, được những sự mà kêu bằng cơm no áo ấm, được sự mà kêu bằng nể trọng. Xác chứ khác với 16 năm trước tôi gặp một Ngọc Sơn trầm cảm với ly rượu buồn ngồi ở trong bao thoát, tình cờ tôi đi ngang qua. Tôi khác với một Ngọc Sơn ngày xưa, tôi hãnh diện khi mà bị cả một cái bao tốt dây quanh tấn công, ăn hiếp trù dập hãm hại coi thường, đạp ra làm nhục giật mất phòng. Tôi tự hào với những gì tôi làm 16 năm trời, với cái ông heo tiền bệnh tật mất sạch, tuổi xuân đã hết không bao giờ trở lại. Tôi tự hào những kỷ niệm, những thành quả công quả để 16 năm tôi nhắc lại mối tình, chuyện tình của tôi một người nổi tiếng như một nam ca nhạc sĩ, mà tôi chỉ thật sự là một người có tiếng chẳng có miếng, ai ăn ai giọng ai hưởng, tôi chỉ là người làm từ thiện. Ngọc Sơn bị nạn thì tôi cứu, Ngọc Sơn bị ăn hiếp thì tôi giải dây, Ngọc Sơn bẫy thì tôi lên tiếng, tôi la rầy để tôi dẫn dắt, tôi tẩy chay, tôi cho Ngọc Sơn thức tình những cái bậy, cái ư, cái sai nên người. Ngọc Sơn đúng thì tôi ủng hộ, tôi tuyên dương. Tôi là một người phụ nữ quân tử, tuy tôi là đàn bà con gái nhưng tôi tách đàn ông. Tôi là người phụ nữ không có cho phép mình lụy tình một người bệnh tật nghèo, với tôi không được chọn lựa như người khác. Tôi không có quyền chọn lựa để mà dễ dàng như những phụ nữ trên thế gian này. Khi tôi sống với một nhịp tim trong lồng ngực không bình thường như những người phụ nữ khác, khi tôi sống với một cái xương hàm mặt mặt là trăng trải, thiếu chất xương, mất chất xương, tôi phải cay đắng tủi nhục đối diện với căn bệnh xương mặt của tôi. Mất mười mấy năm dài đời người, có ai trả lại cho tôi mười mấy năm tuổi xuân? Tôi ngồi đây cay đắng buồn trong kỷ niệm nuối tiếc, ai trả lại cho tôi một mẹ Kim Loan của tôi? Ai trả lại những kỷ niệm xưa trở lại với trái tóc thơm này? Ai trả lại công bằng cho tôi khi đánh vào kênh YouTube của tôi để bịt miệng tấn công xúc phạm tôi?
ai trả lại cho tôi công bằng về việc gì? Tôi mất mát đau thương suốt 20 năm dài tuổi xuân. Tôi làm công quả, tôi không bao giờ cần phải trả lại cho tôi một cái gì. Tại trang mạng báo thốt tới vào trong cái cửa nhà của Ngọc Sơn, những người ăn theo Ngọc Sơn. Đời của tôi má hồng phận bạc, đúng với một câu là hồng nhan bạc mệnh. Tôi tri ân, tôi cảm ơn tất cả quý vị, những ai yêu thương một trái tấu thơm này, những ai biết tới cố nhân, biết tới tôi trước quần chúng của tôi với gia đình của Ngọc Sơn, quần chúng của Ngọc Sơn. Tôi cảm ơn những ngày tháng danh dự nhất, Ngọc Sơn bà cụ đã có những sự giao thiệp dễ thương đối với tôi. Chuyện nào ra chuyện đó, bánh xe thời gian đáng tiếc không đợi ai. Nơi đất khách quê người một năm nữa lại đến, kẻ mất người còn, kẻ ở người đi. Cho dù đúng sai gì cũng một kiếp người, khi nằm xuống rồi là hết. Còn sống trên điện tiền thì gọi là cái duyên. Có duyên thì gặp được nhau, có duyên thì kết nối giao thiệp quan hệ. Tôi ngậm ngùi nuối tiếc những tâm huyết của tôi bị gian dở. Vì tôi có lòng không có sức, tôi kẹt ở đây. Trái tim của tôi là sống cho quần chúng, cho quê hương, cho đất nước, cho người đời, cho thế gian, cho những gì có giá trị. Tôi đi theo giúp một ca nhạc sĩ để dẫn dắt trở lại chính mình một con đường soi sáng. Trái tim của tôi hoàn toàn lương thiện. Tôi chẳng có trục lợi gì cho bản thân mình. Tôi hy sinh tới đồng tiền ốc heo cuối cùng trong nhà đi mượn nợ. Tôi chưa bao giờ trục lợi. Lợi lại gì cho tôi 16 năm làm chỉ ba ở bên Mỹ này, cay đắng tội nhục mang tai tiếng. Tôi toàn là có tiếng, không có biết, bị xúc phạm, bị đụng chạm, bị tấn công, bị phá hoại, bị đủ thứ tứ phía. Hôm nay tôi trả lại những gì thành quả của tôi đã xong. Trang mạng lịch sử của một đời người, chúng ta có nhau trang mạng bao tốt, sẽ để là một kỷ niệm một ngày nào đó khi tôi nằm xuống trở về với cát bụi. Những kỷ niệm mà mãi mãi không thể trở lại như ngày xưa. Những kỷ niệm của những năm tháng có nhau, tôi và quần chúng của tôi, với một cái mối tình có một cái sự thoát qua trong đời mang tai tiếng. Tôi ở đây trả lại cho bà cụ con trai của bà. Sau 16 năm tôi cực khổ, tôi làm đủ thứ vai trò. Để rồi tôi tự hỏi lại lòng mình tôi đã đúng hay sai. Khi tôi tiếp tục diễn cái vai trò chỉ ba này cay đắng tủi nhục của riêng tôi. Tôi là một người chỉ biết làm từ thiện. Tôi hôm nay lòng cay đắng buồn ở nơi đất khách quê người. Tôi cầu chúc tất cả những gì tốt nhất đến với quần chúng của tôi, các fan của tôi, với mọi người giao tiếp với tôi ở nơi đất khách quê người. Tôi gửi lời đến Việt Nam chia buồn với gia đình của Ngọc Sơn. Tôi gửi lời đến cá nhân giữa Ngọc Sơn và trái tấu thơm. Mẹ của Ngọc Sơn thực tế cũng như mẹ của tôi trong nhà. Tôi la rầy với tính chất mã nhân với giáo nhân để tôi trấn áp cái thị trường thế giới online. Là người của công chúng, tôi không phải là cá nhân cho từng kẻ một. Nên nhớ cho kỹ ngày đầu tiên biết nhau, mẹ của Ngọc Sơn và Ngọc Sơn thừa biết tôi ở đâu. Tôi là một người đã nhiều năm đánh đông dẹp tây, bình loạn lên án cái thị trường ấy của thế giới online, những tệ nạn xã hội. Tôi là người khống chế thị trường bằng cái tâm. Tôi cho những căn phòng đông như kiến, chứ không phải tôi là người tiếp tay với tệ nạn xã hội. 16 năm Ngọc Sơn làm tôi dứt tay chân rất khó xử. Tại bao thoát tôi không thể có tình riêng nam nữ được. Đừng ép tôi vào một cái thế tôi không thể nào chấp nhận vượt quá tầm tay cho phép. Hôm nay trở lại với con người thật của chính tôi trả lại cho gia đình, cho đất nước Việt Nam, cho gia đình của Ngọc Sơn một ca nhạc sĩ. Sau 16 năm dài tôi cực khổ, tới đây tôi quyết định buông tay những chương trình tôi lỡ dở chưa làm được. Tôi ngậm ngùi để đọc lại một cái sự mà của năm cũ qua đi. Đời làm người đã hết, chúng ta còn mấy cái 10 năm hay 20 năm. Ai trả lại cho tôi một bà cụ, một người mẹ hiền, một bà Kim Loan, một người mẹ Kim Loan của tôi. Những năm tháng dài tôi dằn vặt cay đắng tủi nhục ở đây. Người đáng trách nhất là con trai của bà.
nhưng tôi không nỡ trách Ngọc Sơn giữa công chúng đông người, bởi Ngọc Sơn còn phải chén cơm manh áo sĩ diện với tôn nghiêm, sự nghiệp, tính mạng, tài sản và những kẻ nhìn theo Ngọc Sơn. Nhưng tôi không rầy ra con bà thì không được, vì chỉ có tôi Ngọc Sơn mới ngát mới sợ, chỉ có tôi mới thay mặt bà mới quản lúc lý quản thúc Ngọc Sơn được dùm cho bà và gia đình bà. Chỉ có tôi bên cạnh Ngọc Sơn thì con trai bà mới nên tin. Nếu không những kẻ dây quanh dẫn dắt tấn công Ngọc Sơn thì giúp gì bà tường tâm sự với tôi. Có bà giữ thì nó còn, không có bà nữa thì nó hết không còn gì. Hôm nay không còn bà thì con trai bà ở Việt Nam như thế nào đây? Lời hứa của một trái thốt tôm đối với mẹ Loan tại khách sạn Việt Nam, tại khi tôi và bà gặp nhau, không lẽ bây giờ tôi buông bỏ? Nhưng con bà ngột nghịch cứng đầu không chịu hợp tác, không chịu liên hệ với tôi, không chịu biết điều thì tôi biết làm sao đây? Cho nên tôi ngậm ngùi thôi, thì để tất cả để định mệnh an bài, chuyện nhà ai đấy lo. Con bà đã chọn như vậy thì tôi đành phải chấp nhận dẹp tất cả những chương trình gian dở của một trái tốt tôm này. Đời người đã hết không bao giờ trở lại, thật ngậm ngùi cay đắng ở nơi đất khách quê người. Giờ này người ta chuẩn bị đón xuân, còn tôi ngồi đây cay đắng một người vô gia cư không biết đi về đâu. Thân xác điêu tàn, mệt mỏi mòn mỏi với năm tháng, tôi chẳng biết mình phải đi đâu bây giờ. Tôi biết tôi tài giỏi thông minh, nhưng tôi vẫn là một người phàm mắt thịt thôi. Tôi rất bận rộn bây giờ không vui, nên xin lỗi là tôi không tiếp ai được hiện tại. Kênh của tôi tạm thời đóng lại ở đây. Đừng quan tâm tới những kẻ đánh vào kênh của tôi, phá vào kênh của tôi để bịt miệng. Vì tôi với Ngọc Sơn không có thù quét gì nhau. Chúng tôi là một đôi bạn đã có giao 16 năm qua. Tuy Ngọc Sơn có những cái hư cái sai, nhưng tôi đã bảo với lòng từ bi, sự quân tử, những sự hy sinh cao thượng của tôi 16 năm dài. Hôm nay con bà Kim Loan dù sao cũng sẽ biết sai, cũng nghe và biết, cũng thấy và nhìn và hiểu được mình đã ở đâu. Và tôi đã bảo Ngọc Sơn sẽ cúi đầu xin lỗi tôi trước quần chúng của tôi, trước thiên hạ quần chúng, xã hội, để mà làm gương. Vì tôi không làm gì có lỗi với Ngọc Sơn và bà Kim Loan từ 16 năm qua. Gửi lời chào thân ái, kính quý, nồng nhiệt, trân trọng đến với tất cả những ai quen biết tôi trên kênh YouTube Muộn Màng. Tất cả những cái kênh lớn của tôi bị đánh phá liên tục suốt mười mấy năm dài. Tôi là nạn nhân ngồi ở đây vì tôi là người nổi tiếng, có mối giao tệp với Ngọc Sơn từ một trang mạng xã hội tên là Báo Thoát vào 16 năm về trước. Sự ảnh hưởng của tôi tuy rằng bây giờ thay đổi người cũ và người mới, nhưng tôi vẫn còn một số lượng khách biết về tôi ở trong Bao Tốt, vẫn ấm mến tôi và vẫn yêu thích tôi như ngày nào. 20 năm rồi còn gì. Nhìn qua nhìn lại tôi thật là sai sót một số chuyện. Tôi ráng cố gắng ở đây. Tôi già rồi, yếu rồi quý vị. Tôi lớn tuổi rồi, tôi không còn trẻ như ngày xưa nữa. Sống nay chết mai. 9 giờ 56 phút khuya giờ Hoa Kỳ. 24 tháng 12, 2023.